mọi người, hôm nay là thứ sáu, ngày thứ sáu 20 tây tháng 10 ở Virginia, nơi mà Quanh đang sống. Thì dự báo thời tiết cho biết là ngày mai thứ bảy 21 tây sẽ trời mưa. Cho nên sáng thứ sáu hôm nay là Quanh nghỉ, Quanh chỉ có làm 4 ngày một tuần thôi. Quanh nghỉ 6-7 nhật, cho nên thấy trời cũng u ám, đi chợ cho rồi. Ở đây thì một tuần á, Quanh đi chợ một lần, tại vì đâu có rảnh mỗi ngày để mỗi đi. Có khi ra thấy thịt ngon á, thì mua thịt sẵn cho 2 tuần luôn, còn rau cải thì mua mỗi tuần. Thấy ngày mai trời mưa cho nên đi, nhưng mà dự báo thời tiết không biết làm sao. Đang ra khỏi chợ Tai Sách Nách Mang thì trời mưa. Cứ mỗi lần nghỉ cuối tuần là trời mưa, cũng không hiểu tại sao. Thôi thì mua đồ nấu súp rồi này kia, ăn ngủ ở nhà coi tivi thôi, chứ trời cũng lạnh rồi, trời mưa, ở đi ra ngoài đường cũng chẳng biết đi đâu. Quanh thì Quanh sống ở cái làng này cũng nhỏ, cũng rất là yên tĩnh, không có sợ cướp bóc gì hết. Nhưng mà cũng buồn, sống riết rồi cũng quen. Video ngắn này Quanh xin chia sẻ với mọi người, Quanh xin chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ Quanh Việt America. Quanh xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, và Quanh xin hẹn gặp cái video kế tiếp. Bye bye.